Hello everyone, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 thường nha. Bây giờ chúng ta sẽ ôn thi học kỳ 1 nha. Sắp học thi học kỳ rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu ôn nhé. Chương trình học kỳ 1 đó, thì chúng ta gồm có 8 bài, từ Unit 1 cho tới Unit 8. Ha. Và trong 8 bài này thì chúng ta phải nắm được cái thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn, đúng không? Ngoài ra chúng ta còn nắm thêm một số cái về đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu, giới từ, chỉ nói chốn những cái giới từ ấy nha. Rồi chúng ta bắt đầu làm nhé. Our school, trường của chúng tôi có 55 giáo viên và 50 học sinh, và 500 học sinh. Bây giờ nhá, trường của chúng ta là chủ ngữ số ít này, cho nên chúng ta phải chọn has chứ không chọn have được ha. Rồi câu số 2, có rất nhiều hoa ở trước nhà. Ở đây chúng ta phải xài một cái tính từ sở hữu là my house, nhà của tôi. Rồi câu số 3, ai cái gì của Trang á, là một cảnh sát và anh ta có một công việc rất là khó khăn. Rồi policeman là công an á, mà đây là con trai ha. Vậy ở đây chúng ta phải xài father nha. Câu số 4, có bao nhiêu cái gì đó ở trong lớp học của bạn? Đằng sau how many các bạn lưu ý là phải là danh từ ở dạng số nhiều. Trong 4 câu ABCD này chúng ta chỉ có câu B là danh từ ở dạng số nhiều thôi. Bên chuyện cái ghế dài ha. Câu số 5, everyday mỗi ngày thì họ không, không có đi lái xe đi làm, họ đi bằng taxi. Vậy chúng ta lưu ý everyday là dấu hiệu của hiện tại đơn. Hiện tại đơn là gì? Chủ ngữ số nhiều, động từ giữ nguyên, chủ ngữ số ít, động từ thêm SES. Đối với câu phủ định á, câu có not trong câu á, thì chúng ta phải mượn don't hoặc là doesn't, đúng không? Nào chúng ta nhìn ở đây có từ not nè. Vậy chúng đây là câu phủ định rồi. Vậy chúng ta phải mượn cái gì? Chúng ta phải mượn trợ động từ ha. Đây là chủ ngữ số nhiều, chúng ta mượn trợ động từ do nha. Rồi, câu số 6 nào. Bây giờ là mấy giờ? 9:30 phút. Chúng tôi đang học bài ở trong lớp, bởi vì có từ now. Bởi vì có từ now nè. Đó, thành ra đây là thì hiện tại tiếp diễn. Mà thì hiện tại tiếp diễn là am cộng động từ thêm ing. Ở đây có a rồi, ở đây phải là một động từ thêm ing. Vậy câu C là đáp án của chúng ta. Câu số 7 nào. Bố của bạn đang đi làm bằng xe buýt ngày hôm nay phải không? Chúng ta lưu ý đi bằng cái xe gì đó. Chúng ta phải là by bus, by car, by taxi, by plane. Còn đi bộ á, thì chúng ta sẽ on foot ha. Chúng ta sẽ by nha. Câu số 8, chúng tôi luôn luôn thức dậy và lúc mấy giờ đó. Chúng ta lưu ý thời gian là chúng ta xài giới từ at nha. Câu D. Rồi, câu số 9, có một rạp xiếc nào gần nhà của bạn không? Đây là câu hỏi yes no. Chúng ta lưu ý khi có động từ to be am ia hoặc là trợ động từ do đứng đầu câu thì đó sẽ là câu hỏi yes no. Và đây chúng ta sẽ có hai cách trả lời. Yes là yes, there is, no, there isn't. Vậy yes, there is là câu C nè. Câu số 10, chúng tôi học môn địa lý vào ngày thứ 3 và thứ 6. Chúng ta lưu ý thứ là chúng ta phải xài cái on nha. On cộng với thứ, lưu ý nhớ luôn ha. Rồi, bài dưới là đoạn văn này. Điền vô chỗ trống ha, tự điền từ này. Good morning everybody, chào buổi sáng mọi người. Cái gì là Cường? Vậy tên, my name is Cường. I'm 12 years old and I'm in grade 6. Tôi học khối 6, lớp 6A. Vậy đây là lớp, vậy là class, đúng không? Class. I live with my parents and my sister in the city center. My house is đường mà không có số nhà chúng ta sẽ on. Có số nhà sẽ at. On Thăng Long Street. Near my house, there is a big park. Gần nhà tôi có một cái công viên. In the park, trong công viên, there are a lot of trees and flowers. There is a bookstore opposite my house. Ở đây thứ từ đen này. To the left of the house, the bookstore, there is a photocopy store and a drugstore to the right of it. Trên đường của chúng tôi, there is also, còn có cái gì nè? Còn có một cái bakery, một cái restaurant, một cái small temple và một cái toy store. Cái restaurant thì ở giữa, cái
cái gì, cái bakery và cái toy store. Ở đây sẽ thiếu mạo từ the này, vì ở đây có the này, the toy store, ở đây sẽ là the bakery. Rồi xuống bài dưới, đây là phần khi các bạn nhìn thấy nó gạch chân như thế này á, và trong cái đề nó có cái từ này pronoun, pronoun, thì chúng ta biết đây là phát âm, bài phát âm. Trong bốn câu này á, thì câu nào phát âm khác nhất thì chúng ta sẽ khoanh vào cái khác nhất nhé. Rồi các bạn lớp 6 thường sẽ rất sợ bài này, nhưng không sao, chúng ta sẽ phân tích kỹ vào chúng ta làm được thôi. Lưu ý một xíu ha. House, out, country, mouse. Rồi ba câu A, B và D đọc là out, trong khi câu C đọc là can, un, country, C. Rồi câu 2, answer, family, plan và bank, bank. Cái này là answer, A rõ ràng luôn, mấy câu kia là E, A đấy. Câu 3, one. One trong phiên âm quốc tế là chữ này này, bên ngược này. Shop là O, box là O, dogs là O với câu A nha. Rồi, teacher, repeat, year, eat, chắc chắn là câu C rồi. Rồi, boots, stone, foot, draw. Đáp án chúng ta là câu D nha. Rồi, xuống bài dưới này, sắp xếp này. Quang đang xem TV ở trong phòng khách. Now chắc chắn là cuối câu rồi. Vậy là Quang, Mr. Quang is watching TV, television đó, in the living room now. Rồi chúng ta ghi nhá. Mr. Quang is watching television in the living room now. Ok. Câu số 2 nào. Chúng ta phân tích nào. Cô ta luôn 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 cái gì, ăn sáng vào lúc 6 giờ đúng mỗi sáng, vào buổi sáng. Vậy là she has breakfast at 6 o'clock in the morning. Ở đây theo từ always này, she always has breakfast at 6 o'clock in the morning. Rồi chúng ta ghi nha. She always has breakfast at 6 o'clock in the morning. Rồi, câu số 3. Câu số 3 là gì? Tôi học á, các tiết học á từ mấy giờ đó? Từ 7 giờ cho tới mấy giờ? Từ 7 giờ 15 cho tới 11 giờ 30. Vậy I have classes from 7:15 to 11:30. Rồi ghi nha. I have classes from chú là từ mấy giờ tới mấy giờ đó. 7:15 là 7 giờ 15 phút. Chú 11:30 30 phút. Rồi đây. Các bạn thấy chưa? I have classes from 7:15 to 11:30. Rồi câu số 4 nè. Có gì, có cây này. Có cây, có một vài cái cây trước nhà của tôi, in front of my house. Rồi ghi nè. There are some trees in front of my house. Còn câu số 5, câu số 5 là gì? Bố của bạn, câu hỏi nha. Bố điều hạn đi Hồ Chí Minh, đi tới Hồ Chí Minh bằng cái gì mỗi buổi sáng? Vậy là how does your father go to Hồ Chí Minh City every morning? Rồi. How does your father go to Ho Chi Minh City every morning? Mỗi sáng thì bố bạn thành Ho Chi Minh bằng cái gì? Rồi, bài
thì học kỳ của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn ôn thật tốt và đạt được kết quả cao nha. Goodbye, see you again.